Kẹt các bạn đến tin nhanh 24/7. Cập nhật giá Honda Vision 2022 mới nhất trong đầu tháng 11 năm 2022 trên gần 10 triệu đồng tại đại lý. Cái chiếc Honda Vision 2022 hiện đang được bán ra chiếm mức giá trên cao rõ rệt so với mức giá niêm yết từ nhà xuất đưa ra. Mức chênh lệch có thể lên tới 10 triệu đồng tại đại lý. Cái mẫu Honda Vision 2022 là một trong những cái dòng tay ga bình dân được yêu thích tại thị trường Việt Nam. Liên tiếp trong một thời gian dài có mức giá bán trên cao các ngưỡng. Trước đây một vài tháng thì mẫu xe này lập kỷ lục tăng giá mới khi mà tình hình nguồn cung được cho là thiếu hụt do không đáp ứng nổi cái nhu cầu của người tiêu dùng trong nước. So vào hồi tháng 10 của năm 2022 thì mới bắt đầu cái tháng 11 của năm 2022, giá bán của dòng tay ga Honda Vision vẫn không có dấu hiệu giảm xuống. Khảo sát một vài hit Honda tại khu vực quận 1 Thủ Đức và một vài khu vực khác ở thành phố Hồ Chí Minh cho chúng tôi biết, cái dòng Honda Vision 2022 đang có mức giá bán trên cũng khá là cao. Theo đó, giá thực tế của mẫu tay ga này có thể dao động trong từ là 38 triệu đồng đến gần 45 triệu đồng tùy theo từng phiên bản. Thế nhưng so với mức giá đề xuất thì Honda Vision 2022 đang được bán ra trên từ 7 đến gần 10 triệu đồng chiếc tùy theo từng phiên bản. Trong cái phân khúc tay ga bình dân hiện nay thì Honda Vision 2022 thực ra là không có nhiều hộp cạnh tranh. Cái mẫu tay ga này được Honda đầu tư chào chuốt một diện mạo bên ngoài rất là trẻ trung, năng động, hoàn toàn mới. Thiết kế cái đèn trước cũng rất là sắc nét, mang cho mình cái công nghệ đèn chiếu sáng LED thông minh, đem đến một cái sự sang trọng hơn. Đồng hồ của chiếc Vision 2022 kết hợp công nghệ analog và kỹ thuật số hiển thị một vài chi tiết thông số cần thiết. Logo xe 3D năng động ấn tượng, trong khi đèn hậu phía sau nhìn cũng khá tinh xảo, bố trí cũng liền khối. Đèn pha thì có tính năng chiếu sáng tự động, tăng cái độ nhận diện và an toàn cho lái xe. Trên cái chiếc Honda Vision 2022 còn có rất nhiều trang bị tiện ích, điển hình như cái ổ sạc điện thoại dưới yên ngồi, đặt trong cái cốp cũng khá rộng, chìa khóa thông minh được trang bị và hốc đựng đồ phía trước. Trên xe còn có hệ thống ngắt động cơ tạm thời, đi cùng với động cơ USB cải tiến đem tới vận hành linh hoạt và tiết kiệm xăng. Để giúp các bạn xem clip tiện thông tin tham khảo khi mua sắm, chúng tôi sẽ cập nhật ngay giá Honda Vision 2022 mới nhất hồi đầu tháng 11 của năm 2022. Cái chiếc Vision 2022 phiên bản tiêu chuẩn, mức giá bán đề xuất là 30.300.000 đồng, trong khi mức giá bán lý dao động trong khoảng là từ 38.300.000 đồng đến 38.900.000 đồng. Honda Vision 2022, cái phiên bản đặc biệt, mức giá bán đề xuất là 33.300.000 đồng, trong khi mức giá bán lý dao động trong khoảng là từ 42.300.000 đồng đến 42.800.000 đồng. Honda Vision phiên bản cao cấp 2022, mức giá bán đề xuất là 31.900.000 đồng, trong khi mức giá bán lẻ dao động trong khoảng là từ 40.700.000 đồng đến 41.500.000 đồng. Honda Vision phiên bản cá tính 2022, mức giá bán đề xuất là 35 triệu đồng, trong khi mức giá bán lẻ dao động trong khoảng là từ 44.300.000 đồng đến 45 triệu đồng. Lưu ý giá xe thực tế còn tùy vào từng đại lý và từng quán xe. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này. Hãy đăng ký kênh, nhớ like, subscribe.